Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Video này mình sẽ trả nợ cho mọi người nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review về những sản phẩm của nhà GoGoTail. Và mình biết rằng là mọi người quan tâm về hãng này rất là nhiều, bởi vì là cái hãng này cái mức giá của nó rất là rẻ. Ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ review chi tiết về những cái sản phẩm này. Và mọi người lưu ý nha, là đây là những cái sản phẩm mà mình tự bỏ tiền ra mua. Đơn mua thì mình sẽ để ngay ở trên màn hình đây cho mọi người thấy. Đầu tiên ấy là mình cảm nhận cái packaging của cái hãng này, cái bao bì ấy làm nó khá là dễ thương nha mọi người ơi. Về mức giá ấy thì có khá là nhiều sản phẩm, cho nên là có thể là mình sẽ ghi ngay ở trên màn hình cho mọi người thấy nha. Mình không hiểu sao nha, nhưng là mình make up cực kỳ xấu luôn, nhưng mà mọi người cứ thích xem mình make up. Tiên là kem lót, thì cái hãng GoTail này thì mình thấy rằng là người ta không có một cái sản phẩm kem lót nào mà quá nổi tiếng, nên mình sẽ dùng cái make up base, cái kem lót của nhà Judidon, cái dòng dưỡng ẩm. Kem lót này dùng thích lắm luôn ý mọi người ơi. Nó y như là một cái bản đúp giá rẻ của Bobbi Brown. Mọi người bôi ít là được. Bôi như mình ấy, bôi ít thôi. Đừng có táng nhiều như là kem dưỡng ẩm nha mọi người ơi. Bôi ít đủ cho nó cảm giác hơi ẩm rất là nhẹ ở trên da thôi. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng một cái cushion kết hợp với cặp phấn của nhà GoGoTail. Cái này thì sẽ có giá là khoảng tầm đâu đó 9 mấy nghìn cho đến 100 nghìn, hơn 100 nghìn gì đấy, 100 lẻ mấy nghìn đấy. Bên dưới nó có một cái cushion như thế này. Ở giữa này nó sẽ có một cái tầng phấn và cuối cùng nó sẽ là cái phần bông mút. Bông mút này thì vừa đánh cushion được mà vừa đánh phấn được, mình thử rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nha, nửa mặt bên này mình sẽ sử dụng cái này. Màu mà mình có là màu 602, là màu natural, còn màu white của nó thì mình nghĩ rằng rất là trắng. Sao mình thấy cái cushion này nó bóng bóng mà nó che khuyết điểm siêu kém luôn. Đây, trên da mình ở cái vần này có một ít cái thâm. Đây, bây giờ mình sẽ để nó set vào da một tí nha. Bây giờ mình chạm nhẹ, chạm rất nhẹ thôi, nhưng mình không ấn chạm nhẹ ở trên da nữa. Ủa rồi, nó dính hết cả da tay đây nha mọi người ơi. Nói chung cái cushion này là nó thiên về kiểu ẩm, rất là ẩm. Mà cái độ bám ở trên da nó kém lắm luôn ý. Đánh lên nó cứ kiểu bóng nhẫy như này. Mọi người nhìn thấy nó bóng ấy, nó không set được vào da. Cái thứ hai là cái cushion này. Cái cushion này cũng hot lắm nha mọi người ơi. Giá cả của nó thì 145.000, đắt hơn. Và màu mình có là 21. Cái này là GoGoTail Moist Air Cushion Cream. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng thử nha. Mặt bên này mình sẽ sử dụng cái cushion này. Ôi giời ơi, cái màu 21 nó sáng. Có thể là bên Trung ấy, người ta rất thích cái kiểu nền trắng ấy. Kiểu đánh mặt trắng bốp luôn ấy. Cushion này ấy, thì mình thấy rằng là nó sẽ che khuyết điểm tốt hơn. Và nó đỡ bóng hơn. Thực sự là nó đỡ bóng hơn nha. Mặc dù nó là moist nhưng mà khi đánh lên ấy, mình thấy rằng nó không bị bóng dính. Đây, mình test trực tiếp cho mọi người thấy, mình chưa có phủ phấn nha. Bên này này, đó, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ ít bóng hơn. Còn bên này đây, nó bóng mà kiểu nó dính ở trên da. Giữa hai cái cushion này ấy, thì mình thấy rằng cái cushion này đẹp hơn. Nhưng mà với mức giá 145.000 thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không sử dụng những cái loại cushion mà nội địa Trung. Đấy là mình chỉ nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thôi. Highlight và tạo khối thì nói chung là mình thì ít khi sử dụng tạo khối với tạo kem này lắm. Thế hôm nay mình dùng ấy, dùng cho nó biết nha mọi người ơi. Cái màu thì mình thấy nó cũng ổn ấy, không lên da, không bị kiểu nó tối một cách thái quá ấy. Nhưng mà có những cái loại tạo khối mình đánh lên ấy, nhìn nó không hợp mặt ấy, nhìn nó tối lắm nha mọi người ơi. Chất nó lỏng quá nha, mình thích dùng những cái dạng mà kiểu nén thỏi thỏi hơn là cái này. Cái này khi đánh lên cảm giác nó không lên khối được nhiều. Nào, bây giờ đến cái bắt sáng. Bắt sáng thì mình dùng một ít ở đây. Sau khi đánh lên thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái vùng này nó sẽ sáng hơn. Đó, hai bên khối mũi này. Bây giờ mình sẽ phủ phấn nha. Mình có hai loại phấn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái phấn ngay trong cái hộp cushion này luôn nha, để mình phủ lên trên da. Ôi cô bác anh chị ơi, cái phấn này nó trắng quá. Đây. Thà nó là phấn không màu ấy, còn phấn nén như này thì quá trắng luôn. Đó, đánh lên một cái là nó lì bớt đi. Ôi nhưng mà nó cách kỳ mọi người ơi. À, cái cushion nó ẩm quá, nó bị cách kỳ. Chưa gì mà cái phần mũi của mình ấy này nó đã cách kỳ lên rồi. Nhưng mà đúng nhìn cái lớp nền đúng gớm luôn ý. Khẩu trang này mình khẳng định là tué tờ le luôn. Đấy thì mình sẽ sử dụng cái phấn này. Phấn này thì cũng khá là nổi của nhà GoGoTail nha. Có 8 mấy nghìn thôi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dùng cho cái phần nền bên còn lại này nha. Nó bay tùm lum, nó bay từa lưa. Trời ơi, bên trong hộp phấn nó sẽ như thế này. Mình nghĩ rằng phấn với cả nền ấy không phải là thế mạnh của nhãn hàng này đâu. Phấn bột mà cái hạt phấn nó siêu to, đánh lên da nó dày cui. Ổn hơn là cái phấn nén với cả cái cushion. Eo ơi, cái cushion bên này phủ phấn lên rồi mà nó còn dính cỡ như thế này.
này, phủ phấn rồi mà nó thành vệt như này bởi vì cái lớp cushion ấy nó dính quá, nó dễ tạo thành cái đường vệt đi vào những cái nếp nhăn. Cái hộp phấn bột này thì nói thật với mọi người là cũng vậy vậy, không quá đẹp. Mình sẽ đến cái phần make up cho mắt, chì kẻ mày của hãng này nha mọi người ơi, Gogotail. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng thử nhá. Chì thì mình thấy nó cũng mảnh lắm, mà bám thì cũng vừa vừa, được cỡ tầm 3-4 tiếng gì đấy. Da mình không quá nhiều dầu. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái chì kẻ mày này mình thấy dùng được nha. Thứ nhất rất là mảnh, thứ hai độ bám nó cũng ổn. Vì chì nó mảnh ấy cho nên dễ thao tác lắm. Chúng mình vẽ lông mày không quá đẹp, nói hơi hèn nhưng hai bên cân nhau là được nha mọi người ơi. Rồi, tiếp theo đấy thì mình sẽ cho mọi người thấy một cái sản phẩm rất là thú vị của nhà Gogotail. Đó chính là cái bảng mắt kết hợp với cả phần má. Mọi người nhìn thấy xinh không? Mình có hai màu là G01 và G03. Khi mở ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng là nó chỉ có cái phần phấn mắt thôi đúng không? Nhưng không, G03 đây nha, hai tầng nha. Đấy, mở ra là ten 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 ten. Có phấn má bên dưới nha mọi người ơi. Và phấn má nó sẽ ombre kiểu như thế này. Mình đang rất là tò mò cái bộ bảng mắt này đây. Mà giá thành mình thấy rẻ lắm, khoảng tầm 69.000 cho một cái bộ bảng mắt như thế này. Đó, đây là G01 nha. Cái màu phấn má của nó sẽ như thế này. Đấy, ombre từ hồng nhạt cho đến vàng, cam. Đó, và bảng mắt của nó sẽ là cái màu hồng đào, thiên tông hồng kiểu như này, hồng đào kiểu như này. Rồi bây giờ mình còn có một cái sản phẩm nữa, đó chính là cái bảng mắt. Cái này sẽ có giá là khoảng tầm 140-150 nghìn nha mọi người. Và đặc điểm của những cái sản phẩm của nhà Gogotail ấy là nó chỉ sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ khi mở nắp. Đây là nhược điểm rất là lớn của những cái sản phẩm của nhà Gogotail. Cho đến 2 năm trước khi đánh hết cái bảng này nếu như là một người cá nhân nha mọi người. Nói chung khó hiểu với cả cái hãng Gogotail này. Nhưng mà thôi bây giờ test màu cái đã. Đầu tiên là mình sẽ test màu của cái phấn mắt này trước nha. À, xem là như thế nào. 60.000 này. Màu thì mình thấy lên nhạt lắm luôn ý. Cái bảng 65.000 này. Xem cái phần ô nhũ thì xem sao. Nhũ thì cũng được, khá là mịn nha. Nhưng mà cái độ lên màu của những cái ô lì này là không quá tốt đâu này. Cái bảng to này, bây giờ mình test luôn cái bảng to cho mọi người thấy nha. Đây là cái bảng to. Đấy, bảng to lên màu tốt hơn hẳn, mọi người nhìn thấy không? Đây, bây giờ một cái bảng nhũ. Đấy, nó sáng hơn hẳn. À, mọi người nhìn thấy không? Chiếu dưới ánh đèn cho mọi người thấy này. Trên này là bảng rẻ này, dưới là bảng đắt này. Cái bảng này 145.000 không phải là quá đắt bởi vì nó có nhiều ô. Nhưng mà về chất phấn thì mình thấy rằng cái bảng to này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ dùng trên cả hai mắt cho mọi người thấy nhá. Mình sẽ dùng cái bảng G03. Đấy, cái bảng màu nâu nâu như thế này, dễ đánh nha. Đầu tiên là mình sẽ dùng một cái màu nền. Đó. Màu nền đây. Đánh mắt cũng không có đẹp. Gọi là đánh theo ông bà bảo sao thì là đánh như vậy thôi chứ còn mình đánh mắt xấu lắm nha mọi người ơi. À, mình test cái chất cho mọi người thôi chứ còn mình không thiên về make up. Về cái độ make up đẹp ấy, thì mình dám tự tin nói mọi người là mình make up siêu xấu. Cho nên là mình sẽ review đúng cái cảm nhận của mình thôi. Sáng lắm mọi người ơi, lấp lánh ánh kim sa luôn. Sáng lắm nha mọi người ơi, lấp la lấp lánh luôn. Mình sẽ dùng cái má hồng ở ngay bên dưới cái hộp này luôn nha. Có 65.000 cái này. Cái má hồng này nó lại chạy từ hồng cho đến xanh. Hạt phấn bay tùm lum tờ lừa. Ui trong này nó còn có một cái gương bé. Thật sự ấy. Nào đánh nào, úi cũng soi được. Nào đánh nha. Lên màu mình thấy xấu. Lên màu mình thấy không ổn lắm. Mà chất phấn, cái hạt phấn của nó cũng khá là to, không mịn. Thế thì thôi là 65.000 cả bảng mắt 4 ô với cả một cái má hồng này thì thôi mình cũng chấp nhận. Nhưng biết làm nào bây giờ. Được cái phấn mắt, được cái nhũ thôi. Cái nhũ nó sáng như thế này nha mọi người ơi. Mình đánh như xấu lem nhem. Nào bây giờ đến với cả cái bảng 4 ô. Màu mà mình có là màu 204 nha. Màu đẹp như thế này mà. Bảng màu quá là đa dạng luôn. Toàn những cái tông màu trung tính dễ đánh cực kỳ. Đầu tiên là mình sẽ dùng nền cái màu này trước. Tiếp theo đó mình sẽ dùng màu này. Người màu này. Bảng này màu đẹp quá. Bảng này chất phấn đẹp mà mịn lắm đây này. Nhũ nó cũng sáng nhưng mà cảm giác nó tiệp vào da tốt hơn. Nó không bị hạt to như là cái nhũ bên này. Cái nhũ bên này hạt to lắm ấy này. Còn nhũ bên này thì nó mịn hơn, mọi người nhìn thấy không? Bảng này ổn nha. Rất ổn với mức giá là 140.000. Tuy nhiên hạn sử dụng 6 tháng thì bạn nào cân nhắc là make up artist thì có thể sử dụng. Nhưng còn mình là mình cũng không mua đâu. Bên má còn lại thì mình sẽ dùng cái má cam này xem sao. Má này thì cam đào. Hạt phấn to lắm. Đánh lên thì nó không mịn, nó đi vào những cái lỗ chân lông. Nhìn cái lỗ chân lông nó to. Mà lên màu thì kém. Đấy, đánh má hồng xong cứ như kiểu là chưa đánh má hồng ấy. Một phần là do cái màu này nó cũng nhạt nữa. Nhưng mà cái màu nó lên kém nha. Dày cui luôn. Dày cui nha. Dày cui luôn nha mọi người ơi. Tiếp theo đó sẽ là bút kẻ mắt.
của Gogo Theo. Gogo Theo mình nghĩ rằng là chỉ mạnh nhất là cái sản phẩm bảng mắt thôi, bảng mắt 25 ô. Mình có bút màu nâu. Đợt này mình đam mê bút màu nâu lắm, nhìn nó thật hơn. Nét nó to. Nét thì mình thấy nó cũng bình thường, nó có một cái màu kiểu nâu đậm, deep brown. Đó, bút này nhá, bút này cũng đâu đấy 5-60, cũng của Gogo Theo luôn. Đó, mình đang test ở tay này. Cuối cùng là có son. Son thì mình có hai bộ. Đây, đầu tiên là mình sẽ test thử cái bộ bạc này. Bộ bạc này bán cũng chạy lắm nha mọi người ơi. Mình có 3 màu là 343, 345 và 348. Mình sẽ test cả 3 màu cho mọi người thấy nha. Đầu tiên sẽ là màu 343 nha mọi người ơi. Thử xem sao nha. Môi mình đang khô một cái mà đánh lên này. 343, màu này đẹp thế. Màu này thì mình thấy ổn nha mọi người ơi. Như một cái màu cam đào có ánh nâu. Ui, đánh lên nhìn trẻ lắm. Cái này mà đánh kiểu tỉ tỉ bên trung thì rất là đẹp. Và cái độ bóng của nó mọi người thấy không? Son này rất là bóng nha. Chất của nó thì không quá nhẹ môi như là Water Teen, vẫn có một cái độ dày nhưng mà không quá nặng môi. Khi mình đánh lên cảm giác nó cứ kiểu nó hơi dân dân ở trên môi, lạ lắm nha mọi người. Hơi châm châm nhẹ 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 ở trên môi. Mình chưa biết là nguyên nhân do đâu. Có tin nha mọi người ơi, đây. À, có tin này. Tin nhạt thôi nhưng mà vẫn có tin. Bây giờ mình đánh thử cây thứ hai nha. 345. 345 màu đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. 345 á, cực kỳ đẹp luôn. Nó là một cái màu đỏ nâu trầm mà đánh lên rất là tôn da luôn. Khi mà đánh lên trên môi thì nó không quá nặng môi nhưng mà nó vẫn có một cái độ ẩm, không kiểu bị quá mỏng như là Water Teen. Đấy. À, chất son bóng mình đánh giá được nhưng mà mình đánh lên cảm giác nó hơi cứ kiểu dân dân ở trên môi, hơi khó chịu một tí. Đó, nhưng mà màu 345 này mình thấy đẹp. 348 nha. 348 là màu nâu đỏ trầm nha. Màu này thì thôi mình cũng đừng có bàn cãi về cái độ trend đi. Năm nay rất là hot những cái màu kiểu như thế này, màu trầm trầm và nâu đỏ nha mọi người ơi. Với cả những cái màu MLB là năm nay hot lắm nha. Thì về cái bộ son mà màu bạc bạc này thì mình thấy rằng cái chất son nó cũng được. Màu thì không cần phải bàn cãi, lên màu tốt lắm nha mọi người ơi. Chỉ cần một đường quẹt là lên màu rất là chuẩn rồi. Còn về mức giá thì khoảng tầm 60 mấy nghìn, rất là rẻ cho nên là mình cũng không dám recommend cho mọi người sử dụng. Tuy nhiên là cái chất son bóng này mình thấy khá là đẹp. Đánh lên môi thì nó có một cái độ dày vừa phải, không quá mỏng, có độ dưỡng ẩm. Và bên cạnh đó cái mùi hương giống như một cái mùi sô-cô-la kiểu nhẹ nhẹ thôi. Độ bám ở trên môi ấy, thì được cỡ khoảng tầm 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng đối với lớp bóng. Tại vì cái son này nó bóng khá là nhiều đấy. Lớp tin ở phía bên dưới thì bám được cỡ khoảng tầm 3-4 tiếng. Bộ thứ hai thì sẽ là cái son nhím này nha mọi người ơi. Cái son nhím này thì mình thấy rằng là lượt bán ở trên Shopee siêu nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ review chi tiết nha. Và son này nó cũng là son bóng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là nó có cái gì mới lạ không nha. Đầu tiên là 502. Trời ơi, sao cái son nó có thể bóng được như thế này hả mọi người. Em ơi, nó đẹp lắm luôn ý. Nó bóng, mình chưa đánh một cái son bóng nào mà đánh lên kiểu cái môi của mình nó giống như một cái lớp nước mà nó căng được đến mức như thế này luôn. Đây mọi người nhìn thấy này, mà môi của mình đúng rõ nứt nẻ đánh lên một cái này. 502 là một màu cam nâu đào. Trời ơi, đây đúng là cái chất son mà các tỷ tỷ bên Trung hay đánh đây rồi đấy mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy không, ở cự ly xa như thế này mà mọi người còn thấy cái môi mình nó bóng như thế này cơ mà. Chất son của nó không phải là dạng Water Teen, tức là nó quá là mỏng ở trên môi. Đánh lên nó vẫn hơi dày dày một chút, như là có một chút dầu với cả là dạng serum. Nhưng mà nó bóng nha. Đánh sao chỉ tỡ cỡ khoảng tầm 1 phút nó xét vào môi và cái nó bóng, bóng nhảy luôn nha mọi người ơi. Mà nhìn như kiểu là trong chuyện ấy, trong phim hoạt hình ấy, nó bóng kiểu như thế luôn. Có 60 mấy nghìn một cây. Nói chung là son nội địa Trung thì không muốn khen nhưng mà đẹp thật. Đây là cây son bóng nội địa Trung mà mình thấy có cái độ phản chiếu ánh sáng tốt nhất. Tức là kể cả môi khô đến mấy, khi mà đánh lên một cái là nó phủ đầy rãnh môi và nhìn cái môi của mọi người căng mọng luôn. Này, nó không phải quá nhẹ ở trên môi, nó có một cái độ kiểu hơi hơi dính dính nhưng mà dính một tí thôi. Đó, nhưng mà nó không quá nặng nha. Có bổ sung độ ẩm ở trên môi, tẩy trang đi là thấy đôi môi nó khá là mềm, không bị khô. Và cái lớp tin của nó rất dễ để tẩy trang. Trời ơi, tại sao bây giờ mình mới thử cái cây son này ta có 60 mấy nghìn mà cái độ bóng này đúng như là trong truyện tranh bước ra luôn. 505 ấy là một màu đỏ ánh hồng. Và mình phải nhấn mạnh lại là cái độ bóng của cái son này thực sự nó rất là bá đạo. Độ phản chiếu ánh sáng cực kỳ cao.
506 là một màu cam ánh quế khá là đẹp, tuy nhiên làm răng hơi bị vàng. Và mọi người lưu ý nhá, là cái chất son này độ bám của nó khá là kém, nhưng mà cái độ bóng của nó thực sự rất là bóng luôn, bóng như kiểu là siêu thực ấy nha mọi người ơi. Nhưng mà cái độ bám của nó là kém, tức là nếu như mọi người ăn uống ấy, kể cả uống nước nó cũng dây dính ra, hút rất là nhiều. Ăn uống thì gần như là trôi sạch, có cái lớp tin nhạt nhạt mờ mờ. Còn nếu như đeo khẩu trang ấy thì cũng phải cẩn thận, bởi vì nó cũng sẽ dây dính ra khẩu trang, nhưng mà hầu hết son bóng nó toàn dính ra khẩu trang thôi. Nhưng mà công nhận cái finish của son này đẹp. Tẩy trang xong thì đôi môi khá là mềm, giống như nó có một cái lớp dưỡng. 507. 507 ấy nó là một cái màu đỏ cam pha nâu. Màu này cũng rất là tôn da và trắng răng. Son này thì gần như là không có tin. Đó, nó chỉ là một cái lớp bóng ở trên môi như thế thôi. Tẩy trang ra thì chỉ có một cái lớp màu cực kỳ nhẹ, rất là nhẹ, phủ bên dưới môi thôi nha mọi người ơi, còn đi sạch sẽ. 508. 508 là một màu cam hồng của ánh nâu MLB. Màu này cũng rất là đẹp và phù hợp đối với những bạn nào có tông da ấm nha. Đánh lên nhìn đôi môi căng mọng luôn. Và nhìn cái màu này thực sự nó rất là tôn da. Dù nó là một cái màu không đậm nhưng mà khi đánh lên nhìn cái gương mặt hồng hào nhìn đẹp nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đánh giá tổng quan nha, đánh giá tổng quan về những cái sản phẩm của nhà GoTheo. Và mình sẽ chấm điểm dựa trên cái cảm nhận của cá nhân mình nha. Đầu tiên là về cái cushion này này. Mọi người nhìn thấy không? Nó rất là cách kỳ ở cái vùng này này. À, chất cushion này nó làm cho những cái nếp nhăn nó lộ rõ ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chạm lên da cảm giác cứ dính dính dày dày. 3 điểm nha. Còn tiếp theo đó là cái cushion này ổn hơn. Cái cushion này và cái phấn phủ kết hợp với nhau thành một cái combo mà khi mình sờ lên trên da thì cảm giác nó khá là mượt, không quá dính dít. Và bên cạnh đó là nó không làm cho da của mình bị kích kỳ. Nó khá là mịn, nhưng mà vì cái phấn ấy, cái hạt nó hơi to nên nhìn nó không quá tự nhiên nha mọi người ơi. Nhưng mà đây, như thế này mình cảm giác là nó ổn hơn và nó sẽ giữ nền tốt hơn nha, không bị cái kỳ. Riêng cái cushion này ấy, 145.000 thì mình sẽ chấm là 6 điểm rưỡi nha. Tiếp theo đó là cái phấn này, thì cái phấn này 6 điểm. Nói chung là dùng được, nhưng mà nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại không thì chắc chắn là mình cũng không mua lại, bởi vì nhiều sự lựa chọn tốt hơn đối với cả phấn màu trắng hoặc là phấn không màu. Chỉ kẻ mày này thì mình thích nha. Đây mọi người nhìn thấy nó khá là mảnh và bám lên da cũng khá là ổn, rất dễ để thao tác. Chỉ này cho 7 điểm rưỡi nha. Hai cái tạo khối, tạo khối bắt sáng 4 điểm. Nói chung là độ lên màu cực kỳ kém nha mọi người ơi. Ai thích dùng thì dùng, cho mình thì chắc chắn không mua lại nha. Hai cái bảng mắt bé này. Đấy, mắt bên này sáng như đèn pha ô tô nha mọi người ơi. Độ bám thì mình thấy cũng bình thường, độ lên màu cũng rất là bình thường. Và đặc biệt cái má hồng thì rất là xấu nha mọi người ơi. 60.000 rẻ thì rẻ thật, nhưng nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không là cũng em xin giơ tay rút lui thôi, là cũng 4 điểm. Tiếp theo đó là cái bảng mắt. Đây, bảng bên này mình đánh này, mọi người nhìn thấy này, cái chất phấn nó mịn mịn như thế này, nhưng mà cái hạn sử dụng nó ngắn quá, 6 tháng. Cái bảng này mình cũng chấm được cỡ khoảng tầm 7 điểm rưỡi. Chất phấn nó khá là mịn, tuy nhiên là về cái hạn sử dụng của nó thì không ổn một chút nào, 7 điểm rưỡi hoặc 8 điểm gì đấy nha mọi người ơi. Nói chung cái sản phẩm đáng mua nhất của nhà GoTheo chính là cái bảng mắt 25O này. Giá rẻ nhưng mà mình thấy chất phấn của nó đẹp thật nha. Bám cũng ổn, được khoảng tầm 4-5 tiếng. Son thì có hai dòng. Dòng này thì có tin, dòng này thì tin rất là nhạt. Nếu như mọi người hỏi mình thích cây nào hơn thì chắc chắn là mình thích cây này hơn là cây này. Cây này thì cái chất son của nó bóng không đẹp bằng cây này, và là cái lớp tin của nó cũng bám khá là chắc. Bạn nào thích tin đậm thì sử dụng cái này, còn bạn nào giống như mình thích tẩy trang dễ dàng thì dùng cây này, nhưng mà cây này thì dễ dây dính ra hơn, nhưng mà bóng lồng bóng lộn luôn nhé. Cây này thì mình chấm là 7 điểm rưỡi, còn cây này là 6 điểm nha mọi người ơi. Nói chung là về son của nội địa Trung ấy thì chắc chắn là mình không recommend cho mọi người sử dụng. Tổng kết lại thì cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng đáng mua nhất của nhà GoTheo chính là cái bảng mắt này. Cả cái video quay mất mấy tiếng đồng hồ test cực kỳ kỹ luôn, nhưng mà nói chung là cái bảng mắt này là cái mà mình nghĩ rằng đáng mua nhất, nhưng mà hạn sử dụng của nó quá ngắn. Còn lại những cái sản phẩm của nhà GoTheo từ phấn bột cho đến cushion thì mình thấy nó cũng vậy vậy, bởi vì giá của nó riêng cái hộp cushion này 145.000 với cái chất lượng như thế này thì mình nghĩ rằng nó cũng không phải là quá ổn nha mọi người. Về đồ make up của hãng này thì mình thấy rằng không quá là chất lượng được cái bảng mắt thôi. Còn lại thì đây mình nói thật nhá, nó tương xứng với cái giá tiền mà mình bỏ ra, cũng không đòi hỏi quá nhiều bởi vì nó quá rẻ, chỉ khoảng tầm mấy chục nghìn. Nhà GoTheo thì làm mình hơi thất vọng một tí, nhưng mà cái bảng mắt này thì chắc chắn là không thất vọng nha. Và mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết về chủ đề mà mọi người muốn mình thực hiện nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Bye.